Ok. Hello các bạn. Rồi, xin chào nha. Rồi, bây giờ đang quay đêm, quay hỏi đáp nè. Rồi, bây giờ là câu hỏi của các bạn nữ. Em đọc đi. Là mấy bạn nữ này là có bắp chân to. Xong rồi cái coi clip của anh dễ mở bắp chân. Cái xong rồi mấy bạn tập hàng ngày luôn. Mỗi ngày đều tập cái bài giảm bắp chân và chân thon đó. Là 2 clip. Xong rồi thế là chân mấy bạn to, mấy bạn sưng, mấy bạn bị căng cơ. Thế là mấy bạn bảo là tại sao càng tập nó lại càng to. Rồi anh giải thích cho mấy bạn đi. Trời ơi, tôi khổ ghê mấy bạn. Rồi đầu tiên này nha. Cái bắp chân á, cái bắp chân em đâu, bắp chân anh đâu. Nè, nè, quay xuống coi cái bắp chân này. Đó. Đó, nha. Tôi giải thích như nè, các bạn thấy không? Thấy cái bắp chân của tôi không? Tối quá. Bắp chân tôi thì có mình thấy thôi. Tôi là 38 cm. Em là nhiêu nhỉ? Em 30 đúng không? 33. À, 33 cm. Rồi. Nhưng mà tôi á, là tôi nặng tới 78 kg lận. Đó. Rồi lý do tại sao mà nhiều bạn tập cái bài bắp chân mà nó vẫn bị to cái bắp chân đầu tiên đó là do cái là trọng lượng cơ thể của bạn. Nghĩa là nếu mà bạn quá bự, bạn quá nặng, hay nói thẳng ra là bạn còn đang quá mập á. Khi mà bạn còn mập á thì cái khối lượng cơ thể của bạn á, cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn nó quá nhiều thì nó không thể nào trong ngày 1, ngày 2 nó giảm. Mà bạn tập theo một cách nó rất là tiêu cực, nghĩa là bạn cứ đè cái bắp chân bạn ra, bạn tập nó như vậy. Một á là nó chưa bị giảm mỡ là bạn đã có khả năng bị chấn thương. Thì cứ đè nó ra tập hoài, ngày nào cũng tập một cái bài tập đó, nó chưa quen được. Và cái mà những bạn mập mà hay gặp phải khi mà tập giảm mỡ bắp chân đó là họ nghe cái bài đó là giảm mỡ bắp chân, họ cứ đè ra, họ tập một ngày họ tập rất là nhiều mà gọi là dội vàng quá. Anh luôn luôn nói là các bạn tập, các bạn nên mỗi nhóm cơ các bạn cho nó khoảng thời gian nghỉ từ 24 giờ đến 48 giờ. Cứ còn tập tay, tập vai, tập lưng, tập bụng nữa mà, tập đều ra. Thêm nữa, em biết không, giờ anh ví dụ em, khi em nhảy chương minh chắc đi, bây giờ em thử đeo một cái ba lô 20 kg vô trong người, em nhảy chương minh chắc coi em có mỏi chân, em cứ căng sưng cái chân em không? Mỏi căng. Các bạn hiểu không, vô đây 45 kg thôi, nhiều bạn nữ bình thường mấy 55 46-7 kg đúng không? Nhiều bạn cao thấp, nhiều chiều cao thấp hơn em, nhưng mà họ nặng đến nhiêu? 70, 80. 85 mình có phải bằng em đeo lần 40 kg tạ không? Với cái trọng lượng đó, các bạn tập những cái bài bình thường nhất, các bạn cũng sẽ gặp một cái vấn đề là các bạn bị cái khối lượng lượng mỡ trong cơ thể của bạn nó quá nhiều, nó làm đè lên cái khung xương bạn, nó làm lượng mỡ, nó làm cho mỗi bước đi bước nhảy của bạn nó rất nặng nề, rất mệt, rất dễ gây đau sưng cơ, viêm nhẹ ở cái phần xương ống quyển. Phần xương ống quyển là phần ngay chỗ này nè, đó, phần xương ống quyển nè, đó. Còn cái phần khối cơ bắp chân là khối cơ này. Rồi nhiều bạn nhảy nhiều các bạn sẽ dễ bị đau cái phần cổ chân này đó, tôi minh họa trực tiếp cho các bạn dễ thấy. Đó. Điều đầu tiên với những người mà các bạn quá mập cao 1m50 mấy, nặng 70-80 kg là nữ, các bạn không, trước khi các bạn nghĩ đến việc các bạn tập cái gì, các bạn phải lập cho các bạn một cái lộ trình là các bạn phải ăn uống làm sao cho các bạn phải cắt giảm được cái lượng calo các bạn nạp vào. Trời ơi, tôi nói thiệt các bạn, một ngày tôi chỉ cần tôi ăn đôi khi cỡ 4 tô phở tôi có thể tôi no. Nhưng mà các bạn đôi khi các bạn ăn một cái lượng đồ ăn chắc chắn nhiều hơn 4 tô phở. Nhưng các bạn nghĩ sao, các bạn đang, tôi là 78 gần 80 kg, nhưng mà tôi là 70-80 kg cơ bắp, và so với chiều cao của tôi 1m8 thì nó không có gì nhiều. Nhưng mà nếu bạn cao có 1m55 mà bạn 80 kg mỡ thì như vậy là nó quá nhiều, giống như là bạn đeo một cái khối lượng cơ bắp mà nó không, bạn không hề sở hữu nó, bạn đeo một khối lượng mỡ chứ bạn không hề sở hữu nó, mà các bạn lại còn ăn quá nhiều gì nữa, các bạn chỉ có thể tăng lên thôi, cho dù bạn tập cách gì đi chăng nữa nha. Những trường hợp đó là những trường hợp mà chắc chắn các bạn sẽ tập theo cái bài tập bắp chân của tôi, các bạn sẽ bị đau trước khi các bạn giảm mỡ và sẽ bị sưng. Đó là dạng nó chấn thương nhẹ do nó phải tải một khối lượng quá lớn, và tập đó phù hợp với những người với thể trạng chưa quá mập, ví dụ mà 1m55 nặng cỡ 50-60 kg, quen vận động hoặc tập bình thường nó sẽ hơi đau nhẹ thôi, chứ không đau như những bạn nặng 80 kg. Không, nặng 60 kg với nặng 80 kg nó khác nhau á nha. Đeo thêm 20 kg mỡ là một chuyện khác quắc luôn á. Nên các bạn phải tập thói quen ăn uống, ăn nhiều rau vô, bớt mấy cái đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, bánh ngọt kẹo các kiểu lại, và từ đó
để các bạn bớt được cái khối lượng cơ thể, các bạn bớt được cái lượng calorie nạp vào mỗi ngày, và khi đó các bạn tập nó mới ổn hơn. Và hãy tập đa dạng nhiều bài tập lên ha, đừng vội vàng khởi động kỹ, kiểm tra kỹ thuật. Nhiều bạn, trời ơi hay lắm, anh ơi clip của anh em tập theo tại nhà, em tập theo tại nhà, anh nhảy thiệt là nhiều, anh nhảy thiệt là cao. Tôi không bao giờ khuyên bạn tập tạ và bạn không mang giày nhé ha. Hoặc là bạn tập thể thao bạn mang giày vô dùm cái sàn nhà này, sàn gạch cứng ngắc à, chơi nặng mét 55 nặng 80 kg, nhảy tưng 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 trên cái sàn này nó không sưng cái chân ủ nha. Rút kinh nghiệm những việc đó. Rồi, kết thúc video. Bye bye.